Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Hôm nay mình nấu món canh chua cà tím nha mấy bạn. Thì món canh chua cà tím hôm nay thì mình có là nguyên liệu là cà tím, cà chua và kẹo nèo. Rồi mình có là cá ba sa, tép và chả cá nha mấy bạn. Thì hôm nay thì mình nấu món canh chua cà tím. Tại vì mấy bạn biết không, hôm nay mấy bạn nhìn thấy là mình quay cho mấy bạn xem nè, trời quá trời mưa luôn, mưa rất là lớn luôn. Hôm nay mình không có đi vườn được, rồi ra lại trời mưa rồi cũng không có ai bán đồ đi ngay nhà mình nữa, mình không có mua được món gì hết. Thì trong tủ mình còn cái gì thì mình nấu món đó nha mấy bạn. Thì hôm nay là mình nấu món canh chua cà tím nha. Vậy bây giờ chúng mình bắt tay vào đi nấu món canh chua cà tím nha mấy bạn. Thì các bạn ơi, mình gọt cà nha mấy bạn. Mình gọt bỏ cái vỏ đi nha. Mình để cái vỏ cũng được nữa, nhưng mà cái vỏ mình ăn hơi nhẵn nhẵn nha mấy bạn. Cù nèo thì mình sắp khúc vừa ăn nha. Cà tím của mình cũng cắt nó ra nha mấy bạn. Cái này là hồi nãy mình rửa rồi. Mấy bạn biết không, nấu canh chua mà nấu cà tím này mấy bạn được cà non á. Cà non nấu nó ngon mà nó ngọt hơn. Bạn ơi, mình đã cắt xong rau củ rồi nè mấy bạn. Mình đã cắt xong rau củ rồi, thôi mình vào để mình nấu nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình bắt bếp lên để mình làm cái nước để mình nấu canh chua nha mấy bạn. Thì đây là cái dầu. Dầu mình bắt lên cho nó nóng, mình để xả vào mình thử cho nó thơm nha.
Nhưng mà mình để dầu ít thôi mấy bạn, tại vì cái cá gì của mình nó đã có mỡ rồi. Và bây giờ cái xả của mình nó đã thơm rồi nè mấy bạn, nó đã thơm rồi, vậy là mình để nước vào nha. Nếu như mình có nước dừa thì mình để nước dừa, còn không thì mình nấu nước nước lọc cũng được. Thì ở đây thì mình có nước dừa, đây mình chặt một cái dừa mình đổ vô mình nấu nước dừa. Nấu nước dừa cái nước canh chua của mình nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ là mình chỉ còn là chờ là cho cái nước nó sôi lên, đừng mình để cá và chả vào đó nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái nước của mình nó sôi nè nha mấy bạn. Nước nó sôi rồi vậy thì mình để cá với chả cá rồi vô nha. Thì ở đây mình cũng có cái mẹo nhỏ là như dạng nhà mình có bé á, thì cá ba sa mình cắt ra miếng như vậy nè, mình lóc xương luôn. Nữa bé nó, coi nhà mình có bé, bé nó ăn mình cũng không có sợ mất xương nữa nghe mấy bạn. Và đây là chả cá mình vào viên với tép, mình để ít thôi cho nó ngọt thì mình để vào luôn nha, để vào hết luôn. Và cá ba sa thì mình sắc như thế này rồi thì nó cũng mau chín đó mấy bạn. Thì mình để chừng có khoảng 5 phút, nếu như mình 5 phút mà mình cảm thấy là mình thấy cá nó chưa có chín như mình mong đợi thì mình để có thể là mình để 10 phút. Rồi mình hay để rau đồ vô. Chứ như cá mà mình sắc như thế này là có khoảng 5 phút là nó chín rồi nha. Thì bây giờ mình để bột niêm vô nha mấy bạn. Thì mình để bột niêm vô. Thì như nồi dưới này mình để một chút bột niêm, một chút muối, một chút bột ngọt. Nhà mình thì ăn đường hơi nhiều, thích ngọt cho nên mình để đường hơi nhiều một chút. Để đường mình để 2 muỗng cà phê. Rồi tới khi nào mà mình sẽ sả ngắt xuống, mình để vào một chút nước mắm cho nó thơm nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, cái cá của mình nó đã chín rồi nè mấy bạn, thì mình để vào một miếng nước lẩu nha. Mình để vào một chút miếng nước lẩu cho nó ngon, cái nước mình đậm đà hơn. Rồi giờ cá của mình nó đã chín rồi, mình để cái một miếng nước lẩu vào, thì mình để cái cà tím vào trước nha mấy bạn. Đây mình để cái cà tím vào. Mình để cái cà tím vào có chừng 5 giây thôi. 5 giây là mình để cái kèo nèo vô được rồi đó nha mấy bạn. Tại vì cái kèo nèo của mình nó mau chín, mình để nó lâu quá nó sẽ cái nước của mình ăn nó sẽ bị nhẵn đi. Mình để kèo nèo vô là mình sơ điều là mình nhắc được rồi. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cà phổi của mình nó đã chín sơ nè mấy bạn, nó vừa chín tới á, thì mình để cái cà chua mình vào luôn nha. Để cái cà chua mình vào luôn. Thì mình để cái cà chua vào rồi là mình để cái kèo nèo của mình vào luôn. Đây, cái rau kèo nèo của mình để vào luôn. Mình sơ đều là được nha mấy bạn. Cái rau kèo nèo này mình ăn lẩu rất là ngon. Ăn lẩu mà thiếu cái rau này là nó lại làm như là cái lẩu của mình không ngon vậy. Tại vì cái rau này mình ăn với lẩu là rất là ngon. Nhất là mấy bạn biết ăn với lẩu gì không? Ăn với lẩu mắm mà thiếu rau kèo nèo là ăn không ngon bằng khi mình ăn lẩu mắm là có rau kèo nèo rất là ngon. Chiều hôm nay ông mưa lớn quá mấy bạn ơi. Ông đang gầm đó mấy bạn, mà tại mình quay đại cho mấy bạn xem á. Chiều hôm nay ổng mưa lớn mà ổng lại gầm nữa. Thì bây giờ là mình để cái rau mùi vô nha. Đây là rau cần tàu, rau cần dày lá. Thì hôm nay thì nhà mình hết cái rau mùi rồi.
không có ngò nữa, chỉ có cái rau cần này thôi. Thì mình hái mình để rau cần này vào cũng được nha mấy bạn. Rau cần này để vào canh chua ăn cũng thơm. Mà mình mấy những lúc mà bé mà bị ho đó, mình lấy cái rau cần này nè, mình nấu nước cho bé uống cũng vẫn hết ho nữa đó. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái món canh chua cà tím đó nha mấy bạn. Vậy là mình tắt bếp để mình múc ra tô được rồi đó nha. Thì mấy bạn ơi, mình đã nấu xong cái món canh chua cà tím rồi nè mấy bạn. Nhìn thấy nó cũng hấp dẫn mà cũng là ngon đó nha. Cái món canh chua cà tím này mà mình ăn với bún làm bí là bắt nha mấy bạn. Vậy đến đây mình xin chúc tất cả các bạn, các cô chú xem cái món ăn của mình vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn, các cô chú trong món ăn lần sau. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn, các cô chú nha.